các bạn đã quay trở lại với VVN Channel. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục bài học. Ở video này mình sẽ tiếp tục bài học về color 3D. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may dây kéo trên phần mềm color. Đối với cái sản phẩm body suit này, để mặc được thì mình sẽ phải tra dây kéo lên sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ cho dây kéo ở giữa thân sau. Nếu mình chỉ fit rập thì mình không cần phải may dây kéo. Còn khi mình muốn xuất ra để làm tài liệu thì mình sẽ phải tra để thể hiện cái dây kéo ở giữa thân sau. Thì để tra dây kéo thì mình sẽ xóa cái đoạn đường may ở cái phần mình cần tra dây kéo. Thì mình sẽ chọn vào cái lệnh là edit sewing để mình xóa cái đoạn mình may dây kéo. Thì mình xóa cái đoạn này. Rồi mình sẽ may dây kéo từ cổ tới cái điểm dấu bấm dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái lệnh may để cho cái đoạn giữa thân sau này mở ra. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng tới cái lệnh may dây kéo để mình tra dây kéo. Mình chọn vào cái biểu tượng răng dây kéo, zipper. Và để may dây kéo kéo từ dưới lên thì mình sẽ may từ trên xuống. Để may dây kéo thì mình sẽ trái chuột vào cái điểm đầu này, nó hiện lên màu xanh. Rồi sau đó mình rê chuột tới cái điểm cuối này, sau đó mình double click trái chuột. Khi mà nó hiện lên cái đường xám này là ok, mình đã may xong một bên. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình may bên thứ hai là trái chuột và kéo tới cái điểm cuối, double click trái chuột. Và như vậy là mình đã may xong hai bên. Bây giờ mình sẽ chạy cái lệnh may. Mình dừng chạy. Và ở đây mình, đối với cái sản phẩm này mình sẽ sử dụng cái dây kéo giọt nước, cho nên mình sẽ thay đổi cái dây kéo, thay đổi đầu dây kéo và cả cái khoảng cách của dây kéo. Và mình sẽ chọn dây kéo là dây kéo giọt nước. Mình thay đổi cả răng dây kéo. Rồi bây giờ mình sẽ chọn click vào đây. Và mình vào đây mình chọn đây là cái chiều dài. Đây lên là cái chiều dài của dây kéo tới cái điểm cuối. Rồi cái dòng width này là cái khoảng cách từ cái mép thân tới cái răng dây kéo. Bây giờ mình sẽ cho cái khoảng cách nó nhỏ đi cho phù hợp với dây kéo dọc nước. Mình cho 0.05. Ok. Rồi bây giờ mình thay đổi cái đầu, cái sizzler này, mình thay đổi cái cục trượt này thì mình có thể tiếp trái chuột vào cái mũi tên bên phải này thì mình có thể thay đổi cái cục trượt ở đây cho nó phù hợp với dây kéo dòng nước. Rồi bây giờ mình thay đổi cái puller thì mình vẫn trái chuột vào mũi tên bên phải. Đây dây kéo dòng nước mình có thể chọn cái tia dòng nước đây. Rồi đây là cái cục nhựa đầu trên. Là cái dòng stopper này, cục nhựa ở trên thì mình có thể chọn ở đây, mình cho cái cục nhựa nó nhỏ lại. Và đây là cái cục nhựa ở dưới line. Mình có thể thay đổi đây. Và ở dưới đuôi dây kéo thì mình sẽ ẩn cái đuôi này đi. Thì để ẩn thì mình sẽ tiết trái chuột vào cái đuôi này, sau đó mình phải chuột. Và mình chọn vào cái dòng là show 2, mình chọn vào cái dòng là 2 bottom stopper. Như vậy là cái đuôi của mình nó ẩn vào trong. Rồi, với cái dòng ground này, đây là cái dây kéo số kích cỡ của dây kéo số 3, số 5, số 7, số 8, số 10. Mình sẽ chọn cái kích cỡ nhỏ nhất là số 3. Và nếu mình muốn chọn nhỏ hơn cái số 3 nữa thì mình có thể giảm cái phần trăm ở đây. Mình có thể chọn 80 hoặc 90. Thế này mình sẽ chọn 90. Thì mình thấy ở đây, mình 90 thì nó nhỏ hơn. Còn mình thay đổi đúng số 3 100%. Răng số 3 thì mình thấy nó lớn hơn. Đây là cái cân nặng của cái dây kéo này. Rồi, dòng fashion zipper này, nếu mình tiết vào cái dòng reverse zipper direction thì nó sẽ thay đổi cái hướng, thay đổi hướng kéo. Ví dụ bây giờ mình tiết ở đây thì thay mình sẽ kéo từ dưới lên thì nó sẽ kéo từ trên xuống. Ví dụ bây giờ mình sẽ tiết vào đây, mình tiết vào dòng này thì mình thấy cái dây kéo nó sẽ kéo từ trên xuống. Đây là cái
đầu dây kéo nó nằm ở trên, từ trên nó chuyển xuống phía dưới. Và bây giờ mình sẽ cần kéo vào từ dưới lên thì mình sẽ bỏ tiết ra đây. Và ở đây mình thấy cái đầu dây kéo nó đang nằm ở bên thân thân trái của thân sau, bên trái của thân sau. Bây giờ mình muốn đổi điểm qua bên phải thì mình sẽ tiếp vào cái dòng move to opposite side. Thì mình thấy cái đầu dây kéo nó đã chuyển qua bên phải. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vẫn cho nó nằm bên trái. Mình sẽ bỏ tiếp cái đây. Rồi, bây giờ đây là cái dòng Paris. Texture mình có thể thay đổi texture ở đây, mình có thể thay đổi texture của cái dây kéo. Rồi, bây giờ cái đây là cái độ mờ của cái dây kéo, mình có thể giảm cái độ mờ nó đi. Nó cho nó mờ đi thì mình giảm ở đây. Mình không cần thiết thì mình vẫn giữ 100%. Rồi mình muốn thay đổi cái màu cho cái dây kéo thì mình vào cái dòng color đây, mình thay đổi màu. Thay đổi màu. Và mình chọn để cho cùng màu với thân thì mình có thể chọn vào cái bút ở đây thì mình tick vào, chọn cái bút và mình tick vào đây. Mình tick vào dòng vải thì nó sẽ cùng màu. Mình chọn vào cái điểm sáng hơn thì nó sẽ sáng hơn. Mình chọn một những cái màu sáng hơn. Ok. Và mình sẽ chọn vào cái răng. Rồi mình sẽ thay đổi màu của răng. Mình vẫn tích vào đây, mình chọn vào cái màu sáng. Đó, cái răng nó sẽ thay đổi theo. Ok. Và bây giờ mình chạy lệnh may. Như vậy là mình đã may như kéo xong. Đó, cùng màu. Và mình có thể để cho nhìn thấy mình sẽ thay đổi cái màu cho nó sáng hơn. Chơi màu vàng. Ok, chọn màu vàng. Rồi bây giờ mình thay đổi màu vàng để mình thể hiện là mình sẽ, bây giờ mình sẽ kéo cái, để kéo cái dây kéo này xuống thì mình sử dụng, mình chọn màu biểu tượng này, sau đó mình sẽ tiếp trái chuột và mình giữ trái chuột, mình kéo xuống, mình kéo tới cái đoạn nào mình muốn mở ra. Mình muốn mở tới đây. Rồi khi mình tới đây thì mình muốn mở ra cái đoạn trên này ra thì mình chạy cái lệnh may một lần nữa. Như kéo nó mở ra cái đoạn trên. Và bây giờ mình kéo lên trên, mình dừng lệnh may và mình lấy trái chuột, giữ trái chuột và kéo lên trên. Rồi, và thực hiện chạy lên may một lần nữa. Và để thay đổi răng dây kéo thì mình có thể vào cái dòng tay này để mình thay đổi kiểu răng dây kéo. Và mình trái chuột vào cái mũi tay bên phải này và mình chọn, cho nó phù hợp. Thì đối với cái răng dây kéo dọc nước. Rồi, bây giờ mình sẽ mở một cái kiểu dây kéo socket. Mình chọn vào File, Open, Project, hoặc là mình chọn vào chúng ta Control, Confirm. Mình sẽ save cái sản phẩm này lại, save Project. Xong mình sẽ mở một cái socket. Đây là kiểu dây kéo socket. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái đầu kéo. Mình thay đổi đầu kéo hình chữ nhật. Và đây là cái cục chặn ở đầu trên. Đầu trên của dây kéo thì đối với dây kép thì mình sẽ sử dụng cái đầu này, và đối với dây kéo nhuộm nước mình có thể sử dụng cái đầu chẳng này. Rồi. Vậy là mình đã kết thúc bài học về dây kéo.
Và mình sẽ kết thúc bài học ở đây. Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại ở cái phần bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời ở cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.